Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng các quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ. Sơn xin kính chào quý khán giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021, mà là buổi phát thanh lần thứ 3632 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Ủy ban bảo vệ ký giả yêu cầu Việt Nam trả tự do cho 3 thành viên thuộc nhóm Báo Sạch. Nhà bất đồng chính kiến Lê Thị Bình bị bạo quyền tuyên án 2 năm tù. Trùm địa ốc Vũ Nhôm tố cáo công an nhận hối lộ cả chục tỷ đồng. Cúm gia cầm H5N6 bộc phát mạnh tại Việt Nam. Một tàu ngầm Indonesia bị chìm dưới đáy biển. Một tướng lãnh Campuchia bị bắt giam vì tiếp tay cho sập tàu. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Mark Cơ gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó trong chuyên mục câu chuyện thời sự, chúng tôi có buổi trao đổi với ông chủ tịch cộng đồng người Việt tự do New Zealand, ông Huy Nguyễn, liên quan đến tệ nạn kỳ thị người gốc Á Châu tại Úc. Giữa chương trình tiết mục ba ngang tán dọc, cùng ngày sẽ nói về 46 năm nhìn lại cuộc đổi đời. Sau cùng như thường lệ, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của The Net Việt Nam Foundation, đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Văn Hóa, người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong tù cộng sản. Ngay sau đây, mời các bạn theo dõi sự kiện Ủy ban bảo vệ ký giả kêu gọi bạo quyền Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt ngay làn sóng bắt bớ các nhà báo độc lập. Bản tin chi tiết được Vân Khanh trình bày để mở đầu phần tin tức hôm nay. Ủy ban bảo vệ ký giả vào hôm qua ra thông cáo kêu gọi bảo quyền Việt Nam phải trả tự do cho 3 nhà báo thuộc nhóm Báo Sạch.